Hello, xin chào tất cả các bạn. Sau đây mình sẽ coi như là review lại cái quá trình mà mình cài cái phần mềm mà VMware trên Mac. Vì mình cài xong rồi. Thì đầu tiên VMware. Đầu tiên là mình lên đăng ký trên cái trang của trang cung cấp phần mềm này luôn. Mình đăng ký dùng mail đăng ký và tải được cái file này về. Đó, cái mình tưởng là cài xong nó xài ok luôn, nhưng mà thật ra nó không phải. Trong lúc cài thì nó sẽ làm theo hướng dẫn và nó sẽ hỏi cây của mình hoặc là bắt mình mua hoặc là chỉ dùng được 30 ngày thôi đó. Tới lúc đó thì mình mới lên mạng và tìm được cái trang này đó, nó cung cấp cho mình cái phần mềm mà Keychain này. Mình bấm vào đây mình tải thì các bạn thì mình cũng sẽ up cái này lên cho các bạn luôn, là mình để link ở dưới phần description. Nhưng mà nếu mà các bạn cũng lên tìm á, các bạn chú ý là đây có hai cái hình là có chữ download crack and setup và download crackly thì không được bấm vào cái này chỉ là quảng cáo thôi. Các bạn mà bấm vào cái này nó tải về một đống cái malware trên máy của bạn á. Các bạn bấm vào đây thì ban đầu là cái link này không có thấy, các bạn phải bấm share cái bài viết này lên Facebook hoặc là Twitter thì nó mới có. Thì bấm vào đây nó sẽ tải phần mềm Keychain về cho các bạn. Đây này, nó qua khá là nhiều bước, vì thế cho nên mình sẽ đấy luôn. Đấy, nó có cứ go to như vậy. Đấy, bắt đầu bấm download. Đó. Thì lúc đó cái gen à, thì lúc đó cái VMware nào đang hỏi cái gen đúng không? Thì các bạn là mở cái phần mềm mà cái gen này lên. Đó. Các bạn chọn là phiên bản thì mình đang xài là đây là 8.5.7 Pro. Đó. Thì mình chọn là V8 Pro. Rồi mình bấm Generate. Generate nó xong mình lấy một cái bất kỳ, một cái bất kỳ nhập vô. Xong mình tiếp tục cài đặt. Thì cái bước cài đặt thì nó đơn giản thôi. Để mình thử bấm lại xem nó có bị gì không. Này. Lúc này nó chưa hỏi cây đâu các bạn. Đấy, đang chạy đấy. Bấm vào bên này. Không được. Thì mình cài rồi nhưng không được cài tiếp nữa. Nói chung là nó khá là đơn giản. Thì cài xong thì nó sẽ lên một cái để cho các bạn tạo máy ảo. Và mình có copy một cái file, gọi là cái file máy ảo đấy, cái file VMware của nó. Mình copy với USB. Này. Cái file này mình từng xài trước đây rồi. Mình cắm USB vô, mình mở lên thì nó sẽ mọi cái thông tin trong cái máy ảo nó sẽ vẫn bảo toàn luôn. Đấy, cái màn hình desktop của mình lúc trước mình chọn cái này thì bây giờ nó vẫn như vậy. Và trong máy có phần mềm nào thì nó vẫn còn những phần mềm như vậy luôn. Chạy rất là ok luôn. Đấy, chỉ có là mấy cái thư mục, cái file chia sẻ với giữa máy thật với máy ảo nó hơi khác chứ thôi. Cho nên nó đây này. Đấy, mấy cái file này chỉ trong máy cũ của mình có, máy này không có. Đấy. Đây có một cái chức năng rất là hay là desktop. Biro folders. Tức là các bạn tích vô cái desktop này đó, thì các bạn chỉnh sửa bên desktop bên này thì cái desktop bên máy thật của các bạn cũng chỉnh sửa theo. Để xíu mình làm thử cho các bạn. Nó lắp cái gì đây? Cancel đi. Rồi, nó lắp cái gì đây? Chờ chút nữa các bạn. Cancel. Chẳng hạn như new folder đi. Vào đây xem. Đó, mình cũng có một cái new folder ở đây. Bên máy ảo mình giờ mình qua bên máy thật. Mình xóa cái new folder đó đi. Xóa nó đi. Đó, thì bên đây mình reload một cái, refresh. Bị sao rồi. Đấy, mất luôn này. Cái đó khá là hay. Chắc là do máy trước máy sau nó không nhiều cái nó không có phù hợp cho nên
Chắc mình phải restart đấy. Rồi, mình sẽ up mấy cái file này lên cho các bạn. Lúc các bạn tải cái cây chân về thì các bạn bấm chuột phải rồi bấm open, chứ không có nên bấm trực tiếp, nhiều khi bấm trực tiếp nó không có mở lên được. Chuột phải. Rồi, chuột phải, open. Đấy. Rồi, tóm tắt lại tức là tải cái file này về, tải file VMware về, không cài đặt, đến khi nó hỏi cây thì mở phần mềm cây chân, bấm generate và lấy một cái cây bất kỳ nhập vô. Thế là xài được. Ok. Hình như ở đây mình có một cái mình có một cái file ISO của WinXP 64-bit Professional. Bây giờ mình tải ở trang trang gì đó, trang PC driver này. Mình sẽ up lên luôn cho bạn nào cần xài WinXP. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở những video khác.